Nhiều người ủng hộ quá, thế nên là tôi quyết định chiều anh em vậy. Các bạn đến với thế giới kiến. À, sau khi mà quá nhiều bạn ủng hộ thì tại sao là mình không làm thêm tập 2 nha. Nguồn mình bắt đầu khá là mạnh và cũng khá là nhiều anh em ạ. Kiến đỏ thì mới bị mình dứt hôm qua. Thêm nhiều kẻ thù mới trên bản đồ hơn. Bạn có thể thấy là một con cái gì nha. Con này tên gì nhỉ? 5 minutes later. Không phải, mình quên tên rồi bạn. Còn bên đây kiểu như là con acid ấy. Hey, mình sẽ có 100 cái lá thì sao? 100 cái lá thì mình nâng được cái gì? Không nâng được. Có lẽ mình sẽ build một cái gọi là chứa mấy con nhện bạn. Mình thì mình cũng thu thập xong mấy con nhện rồi, khá là ok. Mình đã cũng có một cái gọi là quân đoàn kiến, cũng khá là level 2, khá là ngầu, khá là to luôn. Đây, mình sẽ xuống coi mình coi nó build xong chưa. Khoan để mình kéo cái này ít lại, cho cái này nó nhiều lên một chút xíu. Con Win lên level 3 là mấy cái con lính kia nó cũng sẽ lên level 3 bạn. Khá là ngầu. Có lẽ mình sẽ kéo quân bên đây. Tập hợp đây, tất cả tập hợp đây. Mình sẽ đi qua cái ổ bên kia thử coi ra sao. Chưa chơi được con đó nha các bạn. Tại nó to quá, nó to hơn nhện luôn mà. Hay là chơi thử không ta? Lính thì mình cũng nhiều đó, cũng level 2 rồi đó. Chơi được không? Thôi từ từ, cái gì cũng phải từ từ thôi. Đây mình sẽ đi vô đây thôi coi. Hay là một con kiến lửa, kiến đỏ đó anh em. Dọn được thì dọn à. Nó chơi, từ từ, chúng mình hãy đi ra. Nó me rồi, từ từ, tập hợp lại, khoan. Chơi, tập hợp tiếp. Kiến của tôi khá là mạnh luôn anh em ạ. Tôi cần một vài binh chủng tới anh em ạ. Rui, ôi, attack, nhắm. Có mấy con tới nó hỗ trợ nữa. Lẹ lên. Rồi toan rồi, tuổi gì. Quân mình quá mạnh rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là nên là capture anh em ạ. Khoan, nó đang biếu từ từ. Là giết luôn rồi anh em ạ. Phải, nói chung là nó cũng chưa xong đó. Cái kia xây khá là lâu, nên là giết luôn. Ở đây chúng tôi không chờ, mà chờ nó cũng không xong đâu anh em. Thế này là giết luôn là ok nhất. Mình sẽ phục hồi quân đoàn của tôi lại. Nhiêu đây là đủ 150 anh em ạ. Để nâng cái con Win này lên level 3. Ê, đấy xong rồi nè. Thôi trốn. Xong rồi nè anh em. Giờ tôi thì cần đi bắt một vài con. Đã thế thì tôi phải đi chơi con này nè. Em có thấy con bọ xích trên đây không? Để tôi lên tôi kiểm tra thử coi. Tập hợp anh em cái đã. Chúng ta đi về tương lai tốt đẹp của con em chúng ta. Chu cha mà ơi. Này là kiến lửa. Con này là cũng phải chắc cũng phải 3 rồi đấy. Holy shit. Quay. Ha, tôi có chiến thuật, tôi sử dụng nó. Rồi cho nó dí tôi theo đích tôi anh em. Quay. Ê, mấy mày có thể cắn nhanh được không? Bu vô. Mấy gì đi. Làm được anh em ạ. Nói chung là mấy cái chiến thuật này tôi biết hết đấy. Cắn cho bà nó. Đúng rồi. Nó thèm tôi thôi. Ê, con này nó bị gì nè. Tập hợp. Con luôn. Chơi nó. Ủa sao có mấy con vậy? Ui, sao có mấy con ta? Ơi, thèm chưa? Chơi nó. Trời ơi, mấy con to nó còn phải sợ tôi nữa. Thì mấy con này tuổi gì anh em? Tôi không muốn hao binh tủng cái gì hết. Nên là cứ cho nó dụ thôi anh em. Rồi, ok. Protect convoy. Trời ơi, dễ mà. Nè, mấy con này về thì tôi cần bảo vệ. Mày sao mày? Đi trước tao, bố mày đi trước cho. Cái gì cũng phải từ từ thôi. Con này, ơi. No, don't touch, fuck you. Mày cắn, ôi một con chết nữa rồi. Được, chúng ta làm được. Hãy đi xung quanh. Đây nè. Bố láo, mày cắn kiến của tao là mày bố láo rồi con ạ. Đây nè. Đấy, mày tủi luôn. Đây. Anh em. Đụng vô đàn của tao là sai. Hai con luôn. Ôi, con. Chết, con nào nữa ra nốt. Đây luôn. Lẹ. Nó không cắn tôi đâu anh em, nó chỉ cắn mấy con này thôi. Lẽ là nếu mà tôi đem được mấy con này về thì tôi đoàn của tôi sẽ nâng cấp. Ui, chết luôn, cái thế. Mày nhìn mày lâu lắm ở đây. Đây nữa nè. Nó cắn kìa, cái quân đoàn của tôi để nó cắn nhiều quá anh em ạ. Cắn chứ bà, nó còn 7 con thôi. Đâu nữa, đây đúng không? Mày về tổ của tao là mày sai rồi con ạ. Cắn cái đuôi nó, ừ. Rồi, về đây là ok rồi, cứ đụng đi. Mày cứ vô đây mày đụng hộ tao cái luôn á. Tất cả mọi người đi vô. Rồi nó vào tổ của tôi kìa. Vào nó không sao vào nổi. Thế đấy anh em, khá là ngầu luôn. Giờ tôi sẽ có 7 cái con này. Mà không biết tôi sẽ làm được cái gì với 7 cái con này nữa. Đây. À, tôi có thể nâng cấp được kiến lên. Wow, ngầu đấy, thật sự ngầu. Nâng cấp lên, nâng cấp kiến chúa lên. Kiến chúa đủ rồi anh em. Đấy, ngầu chưa, quá là dư. Thì tôi sẽ cần có khá là nhiều binh đoàn. Đập thôi, đập thôi. Đấy.
đủ rồi đấy. Nói chung là giờ tôi là hết kẻ thù đó, không có thằng nào mà chơi được tôi luôn ấy. Nói chung là cân tất đấy. Mà tôi muốn giàu thì sao anh em? Thì tôi phải đi cướp. Bây giờ tôi đang đi vô lãnh thổ của mấy bọn nó nè. Tôi có thể mất 20 cái con binh này của tôi. Anh tôi có kế hoạch. Cứ về đi từ từ. Come in. Tôi lại có kế hoạch là bro vãi ra anh em à. Đấy, được chưa? Ổn rồi. Đi về đi từ từ. Tao kê được mấy cái này, tao chơi được. Nó cũng nhiều lắm anh em à. Đâu thì nữa đâu, nhiều lắm đâu anh em. Trời, cái nhỏ mà láo thật sự. Tao chỉ huy đấy, thấy chưa? Trời ơi, nó bu lại như kiến vậy đấy. Vô nè, vô tiếp. Thì vô luôn, sợ gì, tôi chả thấy con nào kiếm bảo vệ đây nè. Nó cắn bố mày là sai rồi. Tao đứng giữa luôn nè, cứ chơi đi. Cứ chơi, thoải mái. Ôi, nó cũng đông lắm anh. Ui, nó giết tao. Rồi xong, đi vô luôn nha. Đây, chơi nó mọi người. Cắn nó đi. Mấy con nhỏ này cũng ghê lắm anh em. Chung là cũng bro lắm. Tôi đã thiệt mạng 3 con rồi đấy. Rồi chui vô luôn, sợ gì. Đi theo từng cụm nó làm được gì. Đi theo từng cụm nó làm được gì. Được rồi, nó quá là đông luôn ấy. Ôi. Holy shit. Cancel. Confirm. Oh my. Sao đông thế anh em. What. Vô lý. Nó để một đống con vậy, tôi vô là tôi chết chắc rồi. Hay là tôi bắt nó được không ta? Tôi nghĩ là tôi giết nó rồi anh em à. Mấy thằng này nó bố bá đạo lắm anh. Chơi luôn đi, sợ bố áo gì nữa. Ôi, nó giết tao kìa. Ôi. Chơi đi, tao hy sinh được. Tao hy sinh cho mấy mày chơi được. Ôi, tao chưa chết hả? Ừ, hay lắm. Rồi đứng giữa luôn. Ôi, sai rồi. Đứng đây thôi. 19 con á, của tôi còn 19 con đấy anh em. Đừng có cho nó về. Đừng cho nó về nhá. Lại nữa anh em. Coi nó kìa. Chắc không cướp lá được đâu anh em à. Đi đâu đây. Chúng mày đi đâu đây à. Tìm cách để tao vô được cái mấy cái con quỷ quái này coi. Nó khủng bố quá vậy. Thôi bỏ đi anh em. Đông quá. Tập hợp đi. Giết mấy con kiến hơi thôi được rồi. Ui, nó ra đi ăn nữa kìa. Đây. Nó ăn lấy lá đấy. Tốc độ đi. Rồi đấy anh em. Tôi thì không chơi lại cái đám đó rồi. Nên là thôi nhá. 24 hours later.